Xin chào các bác, xin chào các bác. Đây là con cơm đỏ vàng đầu chữ nhỏ sản xuất thập niên 1950 của nguyên zin toàn bộ, độ mới con này khoảng 95 96%. À, cầm gầu cửa dưới thì bao giờ nó có là chữ AO 1/10 12K GF. Đây em đang quay lúc sẩm tối nhá. AO này 1/10 12K GF. À, tiếp theo đó thì em sẽ quay cái càng phải và càng trái này. Đây là càng phải này. American Optical 1/10 12K GF. Tiếp theo đó là đến cái càng trái này. Nhìn rất là mới, rất đẹp này. Cũng còn thấy là hai càng khác đảo chiều. Chui ve còn rất là mới, nguyên zin. Nguyên zin toàn bộ và độ mới con này khoảng 95-96%. Mọi thông tin chi tiết của kính thì em luôn luôn ghi bên dưới video, kèm theo số điện thoại Zalo. Giá cả rất là rõ ràng. Tất cả cái video đều ghi thông tin thông số kỹ thuật của cái kính hoặc các sản phẩm đồ gì đó. Rất là rõ ràng rành mạch chi tiết, địa chỉ lâu năm, số điện thoại lâu năm. Rất mới, rất đẹp nhá. American Optical bọc vàng 1/10 12K GF. Quay lúc sẩm tối nhưng mà bọc vàng sáng gương rất mới, rất đẹp đấy. Sáng trăng tổ quốc này.